Vâng, bác nào mà thích cái dòng Toyota Avanza thì hôm nay em lại mang về cho bác một chiếc Avanza đời 2018 đây. Và chiếc xe này thì em đang bán cái giá nó chỉ có hơn 300 triệu thôi. Một mức giá mà chưa đến 400 triệu nhưng mà bác đã có ngay được một chiếc xe nhập khẩu của Nhật Bản nhá. Đây là một cái dòng xe máy 1.5 dẫn động cầu sau. Rất là bền bỉ luôn, lành luôn. Mỗi tội form nó không được đẹp như anh em cùng gọi là cùng nhà thôi. Nhưng mà nói chung là với cái tầm tiền vậy thì như thế này là ok rồi các bác ạ. Một chiếc xe mang biển Hải Phòng 15K11053. Em này thì là biển 053 các bác nhá, chứ không phải là biển 53. Nên là các bác đừng sợ cái biển này cả. Mới lại là biển này là bây giờ đang nằm ở tên của bác chủ cũ rồi, chứ còn không phải định danh là mình nữa. Nên là các bác yên tâm là cứ bấm biển thoải mái luôn. Em này thì bác chủ có cái yêu quá nên bác chạy hơi nhiều một chút, 13 vạn 3. 2018 đến bây giờ là tính là 5 năm, mỗi năm chia đều khoảng 2 vạn rưỡi. Nói chung cũng là một cái mức chạy cũng tương đối là nhiều đấy ạ. Thế nhưng mà được cái là chất xe thì đến bây giờ vẫn còn rất là ok, từ máy gầm cho đến sơn xi tôn vỏ. Dàn lốp của em này thì được thay mới rồi nên là các bác yên tâm là không phải nghĩ ngợi gì nhá. 7 chỗ ngồi đấy, dẫn động cầu sau, máy dọc, vâng, chạy rất là bền bỉ luôn. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe để dành cho những ai mà muốn tiết kiệm xăng, muốn đi đường trường lành khỏe và muốn mua một chiếc xe của Nhật Bản thì đây cũng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Em này thì mang màu sơn ghi vàng, màu đặc trưng của dòng Avanza, cũng là một cái màu rất là hot. Và chiếc xe thì cũng là một cái dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, máy số thì zin và cam kết đảm bảo cho bác là xe là không có đâm đụng, không ngập nước, không va chạm tai nạn. Xe vừa mới về xong, em sang bên bác chủ thì bác ấy là một người buôn đất các bác ạ. Vâng, thực sự bác là một người buôn đất thì bác ấy chạy con xe này cũng nhiều năm, ra lộc ra tiền phết. Thế là bác ấy có điều kiện bác ấy lên đời một chiếc xe hạng sang hơn, Kia Carnivan. Vâng, một con xe tỷ mấy cơ. Thế là bây giờ bác ấy để lại cho em con xe này. Thì em này thì bác ấy để lại cho một cái mức giá cũng vô cùng yêu thương. Mình gọi là ép giá bác ấy như một chút. Thế là bác ấy để lại cho em là hơn 300. Bây giờ em để lại cho các bác hơn 300 thôi. Vâng, giá rẻ bất ngờ ấy mà. Thế nên là đây cũng là một cái dòng xe chạy rất là lành bền, chưa đến 400 triệu nhưng mà có một chiếc xe 7 chỗ ngồi, chở được tầm 10 mười mấy người cũng được. Đấy, xe chạy chất chắc và option sơn xi các thứ của xe thì đấy tương đối theo thời gian. Có mỗi cái đồng sơn cản kia chưa kịp xử lý nên là nó hơi bị luôm nhôm nhá. Còn đâu là các thứ thì ok, điều hòa mát, đấy, máy ngon, màn hình đầy đủ, có cam lùi cho các bác luôn nhá. Và đây cũng là một cái chiếc xe mà ở tư nhân Hải Phòng chạy ok, ổn định. Dàn lốp la răng đúc này, ABS đầy đủ chứ không phải là không có ABS các bác nhá. Và đây cũng là một chiếc xe gia đình, đấy, giá rẻ, hợp lý, hợp túi tiền với mọi nhà. Thời điểm này thì thực sự với cái tầm loanh quanh chưa đến 400 thì cũng được nhiều cái dòng xe mới. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe 7 chỗ số tự động. Vâng, à quên đấy, số tự động không này, các bác cứ nghĩ vào số sàn mà sao giá đấy thì thực sự cũng là một cái mức giá rẻ so với số sàn thôi. Còn đây là một chiếc xe số tự động hợp lý, hợp túi tiền luôn các bác ạ. Và xe chạy được 13 vạn nên là bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp hoặc là qua online các bác nhá. Em này thì đăng kiểm đến tháng 9 năm 2024 luôn các bác ạ. Đấy. Về tổng thể phần đầu của xe thì đây, đầu còn nguyên này. Em này thì đầu cản của xe là còn nguyên bản luôn, mạ chrome sáng bóng luôn. Và hai phần đèn thì hai phần đèn của chiếc xe đều là sử dụng đèn halogen, bóng trong vắt, không hề có ố mốc rạn nứt tí nào. Cản trước của xe thì chỗ này là hơi luôm nhôm này. Cái này là trình độ lái của bác chủ đợt này là bác ấy hơi luôm nhôm một tí này, là bác ấy thành ra bác không yêu, cho mọi khi là bác cũng giữ gìn phết. Thế nhưng mà đấy, cái này thì xử lý đơn giản phút mốt rồi các bác ạ, mất tầm khoảng 300-400. Cái đấy thì bên em sẽ xử lý nhá. Đấy, đèn gầm dưới này đã đổi sang hệ thống đèn LED rồi, ánh sáng mạnh mẽ, đấy, chiếu sáng đêm tốt và xe thì không có lỗi lầm. Đấy, phần hốc nan các cái phần tản nhiệt ở bên trong thì nó còn nguyên. Đấy, cái này em quay để cho các bác nào mà kỹ tính các bác có thể xem thì biết ngay là xe có đâm đụng tai nạn hay không. Đấy, chỉ cần nhìn như này là các bác biết ngay là xe có đâm đụng hay không này. Đấy, còn phần đèn hai bên bên phụ đây cũng thế này. Đấy, đèn phụ đây và cản sơn đầu đây. Em này thì nói chung là theo thời gian 5 tháng nhưng mà được cái là giữ xe tương đối là ok, không đâm đụng. Đấy, tôn vỏ này mỏng luôn nhá, tôn đều và mỏng luôn. Đấy, kính thì kính zin toàn bộ. Đấy, cam kết đảm bảo là kính zin toàn bộ này. Và sơn sườn đây. Đấy, dàn lốp của xe thì đang sử dụng lốp TBT Thai, lốp 18565 la răng 15. Và cái lốp này là lốp 2022, đây là 2022 này. La răng 8 chấu các bác nhá, phanh đĩa đầy đủ. Và cái này là đang sử dụng là phanh đĩa đằng trước và đằng sau là tăng trống. Còn phần cua lốp của xe là cua lốp này. Đấy, không bục rách tí nào, chỉ hơi bẩn một chút thôi. Thì cái này là xe nó mộc, nguyên bản mộc, em chưa có dọn dẹp gì đâu, kể cả khoang máy cũng bật cực các bác ạ.
Vâng, nhưng mà thôi thì 5 tháng thời gian nó phải thế. Chứ bây giờ mà nó sạch sẽ thì lại bảo xe dọn thì lại khác. Đấy. Còn xi nhan tích hợp tay gương, cái này là em bán mộc nên là giá nó mới rẻ. Chứ còn nếu mà em mà dọn lên rồi thì nói thật các bác là không có giá đi đâu. À, tôn vỏ này. Đấy, tôn vỏ này. Đều luôn và toàn bộ sơn là sơn zin nhá các bác nhá. Sơn này là sơn zin. Cái này này chỉ keo cánh cái này dòng này là nó tôn vỏ mỏng lên là đã được dán cái gioăng chống ồn đây rồi. Đấy, rất là ok luôn, dán gioăng chống ồn cho xe. Và tappy xe này, tappy này. Đấy, vân 3D, cái này được bọc lại nhá. Cái này trước của nó là nỉ nhưng mà được bọc lại bằng vân 3D để cho nó sạch sẽ. Còn xe này gốc nguyên bản của xe đấy ạ, là ghế của nó là ghế nỉ. Đấy, ghế nỉ. Nhưng mà đã được bọc lại toàn bộ bằng ghế da hai màu theo kiểu độ form quay trách của cái dòng Forerunner bán tải đó. Thì đây cũng là một cái dòng ghế mà nhìn rất là mê luôn. Nhìn ghế sạch sẽ, da khâu căng và không hề lỗi lầm. Chỉ khâu led căng này, không sần rách nhá các bác nhá. Đấy. Và em này thì được cái là kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường và không hề lỗi lầm. Đấy, bao chất bao ngon cho các bác luôn nhá. Kính điện này lên một chạm nhẹ nhàng và con này dán phim hai lần, dán phim hai lần. À, chống gọi là vừa chống nắng này vừa chống nóng. Đấy, rất là hợp lý luôn và giá tiền thì rất là ok, giá rẻ đấy ạ. Đấy, thế còn phần trần thì chiếc xe này đang sử dụng là trần vải nỉ này. Đấy, của xe là còn sạch sẽ và không có bị ố mốc sần rách hay là đọng nước kiểu màu đấy các bác nhìn nhá, nó còn nguyên luôn, trần là còn nguyên. Nhiều con xe là đang bọc lại tự dưng là đang tiện cái trần cái da 3D này. Đấy, tiện thế này thì là đi bọc trần 3D thế là thành ra là mất chất luôn. Nhưng mà đây là còn nguyên nhá. Em này thì được cái bác chủ cũng tinh ý bác cái để nguyên cái trần. Đấy, còn đâu là xe là chạy được 13.3 vạn chuẩn chỉ không tua. Đấy, vô lăng hai bên này, các bác nhìn này, vô lăng hai bên đây. Còn nét căng luôn. Đấy, sạch sẽ và không hề có bị lỗi lầm tí nào, vô lăng hai bên còn căng. Và cái phần nhựa này, các bác nhìn phần nhựa này, túi khí an toàn đầy đủ, nhựa căng. Đấy, còi to nhá và vô lăng nhựa ABS của xe là còn căng đét luôn. Đấy, nhựa này. Đấy. Và em này thì đây 13 vạn nhưng cái phím đèn này của nó còn chưa bị mòn tí nào cơ. Vâng, người ta giữ gìn lắm, xe đi cẩn thận chứ không kiểu dùng quá nhiều. Đấy, gương điều chỉnh điện. Và bản lề của xe là còn nguyên ốc nhá. Bản lề nguyên ốc, nguyên cánh này này. Đó, các bác nhìn nhá, toàn bộ bản lề là còn nguyên luôn. Đấy, bên này cũng thế này, bản lề sau đây. Và đây là một chiếc xe được sản xuất tại Indonesia nhá. Đấy, riêng cái dòng này thì nó được sản xuất ở Indo, chứ ở Việt Nam mình là không có. Và được nhập khẩu bởi Toyota Việt Nam. Đấy, rất rõ ràng luôn. Và em này là một chiếc xe số tự động zig zag. À, số tự động này này. Đấy, rất là đơn giản và dễ dàng. Đấy, chứ không phải là xe số sàn các bác nhá. Vâng, rất rõ ràng luôn. Tôn vỏ mỏng te, ngon lành cành đào. Đấy, đi thì rất là êm mượt. Và xe thì cánh sau đấy, đập cửa này. Đấy, các bác nghe tiếng cửa nó chắc lịch luôn. Và gioăng cao su cũng là keo chỉ là zin. Cái này là dán răng chống ồn các bác nhá. Vâng, và xe là cam kết đảm bảo là không có taxi dịch vụ. Em này thì bác chủ bác cái chạy gia đình với chạy gọi là đi đất đấy ạ. Chạy đất nên là bác cái chạy hơi nhiều. Vâng, có nghĩa là đi mua bán đất thì giờ là cứ phải chạy hết từ công trình này đến công trình nọ. Chỗ đất này với miếng đất kia thế thành ra là chạy nhiều thôi, có cái gì đâu. Thế nhưng mà đúng là cứ mà chạy nhiều thì lại làm ra tiền. Chứ còn xe mà chạy ít thì thực sự các bác là không làm ra tiền đâu. Đấy, bậc bệ bước các thứ là sạch sẽ này, xe là không có dịch vụ nhá. Và em này thì đây. Chạy trung bình mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 5,9 lít. 5,9 lít cũng là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tốt. Nó chỉ bằng ngang những con sedan thôi. Đấy. Mà đây là xe 7 chỗ luôn các bác ạ. Đấy, cua lốp của xe là còn lòng cua lốp là còn đẹp như thế này đây. Đấy, 2018 nhá. Đến bây giờ mà được như thế này là cũng khá là giữ gìn đấy ạ. Dàn lốp toàn bộ là dàn lốp 2022. Lốp dày và thay một phát 4 quả TB thai. Đấy, cũng là một người cẩn thận, giữ gìn. Đấy, đèn hậu thì là không có ố mốc này, không rạn nứt và không có đọng nước. Còn toàn bộ tất cả các cái phần nhựa cản phía đằng sau đây thì của xe là còn nguyên. Đấy. Và các bác nhìn thân cánh ấy. Đấy, đồng sơn đều, không hề có lệch lạc, không hề xô màu. Đấy, còn nguyên nhá. Và em này thì được cái là biển nhìn rất là đặc biệt, 10053 thì cái biển này là không bao giờ 53 nhá. Đấy, chứ không lại dịch ra là 53 biển xấu thì vô lý. Đấy, đây là rõ là biển đẹp luôn đấy ạ. Và cái biển này nó bác ấy mua, đợt đấy là bác ấy bảo là mua hết 45 triệu mới mua được biển này. Cái thời đấy là thời chưa, vẫn là biển hot đấy ạ, biển 53. Nhiều người thì tránh nhưng mà ông này ông lại thích cơ. Ông bảo thích 4953 vì kiểu người ta có duyên đấy. Thế nhưng mà đúng là thực sự là đi cái con xe này bác ấy làm ra lộc. Đấy, đây là bác ấy chạy hơi nhiều. Đấy, chất xe thì cứng nét luôn. Và xe thì bao chuẩn chỉ, toàn bộ gioăng cao su là bác ấy dán chống ồn hết rồi. Còn các bác mà thích thì các bác có thể là đến xem xe trực tiếp thì có thể là kiểm tra lại nhá. Cái này thì bên em đã bao cam kết là chỉ keo là zin luôn.
chỉ keo là zin toàn tập, tất cả những cái chỉ này đều được dán 3M chứ còn đây là zin luôn nhá. Và hàng ghế phía đằng sau thì cũng tương đối là rộng và thoải mái luôn. Đấy, không hề bị bí bách. Và để ghế đây, em gặp cái ghế xuống cái này. Đấy, cái đấy gặp bên này. Các bác có một cái chỗ để đồ rất là tiện lợi luôn. Và không hề bị khó khăn thế nào. Dòng này thì nói chung là ổn rồi. Đấy, giá hợp lý mà xe thì chất. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, ghế này, hàng ghế đằng sau úp xuống này. Rộng rãi, trần này. Đấy. Và hệ thống đèn hay là các cái ốc đằng sau này còn chưa động cơ. Đấy, những cái ốc tai đèn này còn chưa động chạm này. Đây là cái ốc này này. Vâng, là còn nguyên. Nói chung là xe thì cứng, form xe thì gọi là ai thích thì yêu, em thì em thích Innova hoặc là Fortuner hơn. Còn cái form của cái dòng này nó là một cái dòng form giá rẻ hợp lý, nên là thực sự đây cũng là một cái dòng xe gia đình giá rẻ hợp lý rồi. Con này thì các bác mà chưa có điều kiện thì các bác cứ trả trước thì tầm khoảng 200 triệu là các bác đã có xe mang về rồi. Còn các bác mà full tiền thì như chiếc xe này đang là 395 triệu đồng. Đấy, cũng là một cái mức giá cũng rất là hợp lý luôn, 395 triệu đồng các bác nhá. Đấy, rất là hợp lý. Mà 7 chỗ nhìn bên ngoài thì nhỏ gọn vậy thôi, nhưng mà bên trong thì rất là rộng đấy các bác nhìn này. Cái chỗ để chân ngồi thoải mái, duỗi thoải mái luôn. Mà trần trên là có điều hòa cửa gió vùng sau, đây là rất là mát và không hề bị bí bách tí nào. Và đây cũng là một cái dòng xe của Nhật rất là bền bỉ. Vâng, dòng xe rất là bền bỉ luôn. Option thì không nhiều, không hiện đại như những dòng xe của Hàn Quốc. Nhưng mà được cái là xe Nhật thì độ bền, rồi độ chắc chắn đấy là rất là nhiều, vận hành tốt. Và cái đồ của dòng này thì nó dùng rất là đơn giản nhá, giá rẻ, đồ dễ thay. Đấy, túi khí an toàn còn nguyên và mặt táp lô nó còn sạch như này. Đấy, khuyến mại là cái này là đi kèm là cái thảm chống nhiệt cũng như là chống trơn trượt cho xe. Đấy, màn hình hiển thị Android hiện đại. Và xe thì giá thì hợp lý và xe thì tương đối là ok cho các bác ơi. Con này thì được cái là máy nó rất là êm, gọi là êm thì thầm với các bác ạ. Vâng, êm thì thầm luôn. À, bác nhìn gầm nhá. Con này cho các bác xem gầm này. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm nó còn sáng choang luôn, gầm còn đẹp luôn nhá. Và không có hề bị mục ngọt tí nào. Bên em là Hải Phòng, thành phố cảng, nhưng mà nó lại không gần biển đâu các bác ạ. Từ nhà em mà ra đến biển nó tầm hơn 30 cây cơ. Đấy, thế nên là cứ yên tâm. Đấy. Đấy, máy êm thì thầm luôn. Đấy, máy xe là không có lỗi nhá. Đấy, em này thì đúng là thực sự các bác là cũng là một chiếc xe giá rất là hợp lý, hợp túi tiền. Đấy, có cam lùi. Đấy, cam lùi đầy đủ. Cam hành trình thì trên này. Đấy, cam hành trình đây. Vâng. Nãy thì em lại nhìn nhầm ra là con này là không có cam hành trình, nhưng mà đúng là đây có rồi. Đấy, cam hành trình nhá các bác nhá. Và động cơ máy của chiếc xe đang là động cơ máy là 1.5 dẫn động cầu sau máy dọc. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm khoảng 5,7 lít đối với đường trung bình. Đấy, cũng rất là tiết kiệm. Động cơ đua VTI, máy công nghệ mới, khô ráo sạch sẽ, không hề lỗi lầm, không hề có dặn mức ố mốc. Đấy, mặt đấy, máy thì hơi bẩn tí các bác thông cảm. Được cái là chất nó ngon. Rồi, em chống cái cà bồ cái xong người ta cũng xem kỹ về cái máy này. À, động cơ này nhá. Đấy, máy 1.5 này. Mở hơi thừa. Ui giời, riêng cái dòng này nói thật các bác là những cái này nó chặt lắm, cực kỳ chặt luôn. Đấy, không hơi thừa hơi khói này, dầu vàng ống luôn này. Đấy, dầu vàng ống luôn nhá. Không hơi thừa. Đấy, xe là còn ngon. ABS thì đây rồi, ngay trước mặt đây rồi. ABS 4 bánh luôn. Nhiều người cứ hay bị nhầm cái ABS là cứ con nào phanh đĩa mới là ABS, nhưng mà không phải đâu. Cứ phanh đĩa với phanh tăng trống thì đều có ABS hết. ABS là hệ thống bơm gọi là ngắt quãng cái dầu thủy lực phanh á. Thì nó chỉ có nhiệm vụ là ngắt quãng, cứ bơm rồi lại nhả, bơm rồi nhả để phục vụ khi mình phanh, tránh bánh không dê trượt. Nên là áp dụng cho cả 4 bánh. Đây là con này là còn nguyên này. ABS đây. Đấy, u bát bèo tay tay trụ giảm sóc này còn nguyên này. Đấy, tất cả các cái phần đầu xăng, đầu sườn đây còn nguyên luôn. Nói chung là tiền ít nhưng mà lại có ngay được con xe cứng. Đấy, nhiều bác thì cứ đi mua thì lo lắng, nhưng mà đây là bọn em bán rõ ràng luôn nhá. Có sao bán vậy. Đấy, tai chứ các thứ của xe là còn nguyên bản này, ốc là chưa có động chạm đấy, còn nguyên, mặt giằng đầu của xe là còn nguyên, kể cả là các cái hốc hút gió, cái trao đổi nhiệt, cái tấm trao đổi nhiệt của sinh hàn của cái bộ làm mát nước ấy, cũng còn nguyên đấy, tất cả các cái này nó còn nguyên luôn. Và xe thì được cái là chạy hơi nhiều nhưng mà chất thì ngon đấy, chỉ keo là bao nét nẹt cho các bác luôn đấy, bấm là nó cứ rắn như đinh ấy. Vâng. Và xe thì cứng nhá, mỗi ắc quy cái dòng này nó hơi nhỏ một chút, nhưng mà cái độ tích điện của xe chỉ cần vậy thôi. Vì động cơ máy nhỏ không cần phải khỏe quá.
Còn về chất xe thì đây cũng là một chiếc xe máy zin tuyệt đối luôn. Con này là máy chưa ra, máy zin chưa ra khô dầu, dầu mỡ không hề lỗi lầm nhá. Ốc chưa động chạm, tất cả ốc ở đây là chưa động chạm luôn. Đấy, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Còn đâu là giá thì đây cũng là một chiếc xe hợp lý. Đấy, nhìn thì cứ tưởng là 4-500 mua mới, con này là hơn 500. Vâng, mua mới hơn 500. Bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền, số tự động nhá. Vâng, bỏ ra cái số tiền là 395 triệu đồng là các bác đã có ngay được chiếc Toyota Avanza đời 2018 số tự động, máy 1.5 dẫn động, máy dọc cầu sau. Và xe thì chạy tương đối là ổn định luôn. Cái dòng này thì chạy tương đối là đầm. Đấy, đầm xe. Và không gian bên trong thì không hề bị chật bí một tí nào. Đấy, mình đi những cái dòng như thế này thì vô cùng hợp lý. Vừa hợp lý về giá tiền, lại vừa hợp lý về chất xe. Đấy, giá cả phù hợp mà xe 7 chỗ đi êm thin thít như kiểu dòng sedan luôn ấy. Đấy. Nói chung là máy zin thì bao giờ đi cũng sướng, nhưng mà con nào mà tầm khoảng 10 năm đổ ra thì máy hầu như đều làm. Còn đây con này thì máy zin rồi. Máy zin, xe zin cứng nguyết luôn. Không hề lỗi lầm. Nhạc cherry cherry lady này là chưa cần bật âm thanh thôi. Cái này để em tránh bản quyền YouTube. Còn đâu là các thứ của xe thì ok. Vâng, bác nào mà yêu con xe đẹp vừa vừa này thì alo em nhá. Nói chung là chả chê được cái gì, chê mỗi cái là giá nó rẻ quá. Vâng. Đấy, option thì cũng tương đối là đầy đủ. Và xe thì máy êm thì thầm. Như này là em khẳng định với các bác là ngồi như này em không nghe tiếng máy luôn. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá hợp lý, giá rẻ ở Em Vũ Duy Ô Tô. Chuyên các cái dòng xe ngon lành cành đào cho mọi nhà, và chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khu khoắm. Xin cảm ơn. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.